đàn ông muốn nhanh lấy lại phong độ có bảy thói quen buổi sáng cần bỏ ngay lập tức những thói quen buổi sáng sẽ góp phần to lớn trong việc hình thành nên một ngày hoàn chỉnh cho anh em thành ra tiêu cực hay tích cực là tùy chiến hữu quyết định đấy để xem tôi có gì cho anh em nào một đánh răng đúng kiểu cho có vệ sinh răng miệng đóng vai trò then chốt để quyết định độ tự tin của anh em trong suốt một ngày dài Ẩu trong khâu này là chỉ có từ toang đến toang thôi nha anh em. Răng mà ố màu thì có cả trăm loại vi khuẩn gây mùi sẵn sàng đẩy những người xung quanh chúng ta ra xa hàng cây số chán không buồn nói. Đánh răng kỹ kỹ chút cho lành mấy ông ơi, nên xem 12 điều nên và không nên khi chăm sóc răng miệng 12 điều sau. 2. Ngủ nướng đúng kiểu bất chấp dành cho anh em nào chưa biết thì một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngủ nướng buổi sáng gây hại không nhỏ đến với sức khỏe của các chiến hữu khiến cơ thể mệt mỏi rồi giảm tuổi thọ các thứ nữa. Ngủ đủ rất tất nhiên là tốt nhưng ngủ giờ nào cho tốt cũng là một yếu tố cần lưu ý nha mấy thanh niên. 3. Lười tập thể dục đúng kiểu biếng nhác cho dù anh em bảo rằng bản thân mình không cần tập thể dục kiểu thân thể đủ cường tráng hay vừa vặn rồi. Thì dành ra vài phút với vài động tác đơn giản vẫn sẽ đảm bảo phong độ mỗi ngày cho các ông. Mặt khác tập thể dục giúp cơ thể tạo ra hút môn lạc quan ở não bộ. Giúp anh em có cho mình một gương mặt hạnh phúc dạng người thay vì một cái mặt mâm cao có. 4. Tóc tai đúng kiểu bù xù những hoạt động chăm sóc tóc vào buổi sáng lúc nào cũng mang lại hiệu quả tích cực hơn khi anh em thực hiện nó vào buổi tối, vừa hiệu quả cho tóc vừa đảm bảo sức khỏe. Thành ra nếu các ông mong muốn có cho mình một diện mạo đầu tóc hoàn hảo để bắt đầu ngày mới thì gội đầu rồi chải đầu vuốt vuốt các thứ sẽ là lựa chọn vô cùng chính xác. Nên xem bỏ ngay bảy thói quen xấu nếu muốn sở hữu mái tóc bồng bềnh và dày dặn năm, dầu mọc đúng kiểu lờm chầm mỗi khi cạo dâu xong tôi đều cảm thấy bản thân vui vẻ hứng khởi, đó không phải là trùng hợp thật sự nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cạo dâu buổi sáng mang đến nhiều năng lượng tích cực cho anh em anh em nào cố tình nuôi dâu theo hướng nghệ thuật xíu thì tôi không bàn đến nhưng nếu đã xác định muốn một cái cằm láng o đẹp đẽ thì xiên cạo dâu xíu đê sáu uống cà phê đúng kiểu lạm dụng tôi từng tuyên bố với chính mình không biết bao nhiêu lần rằng đàn ông sẽ không để bản thân mình phụ thuộc vào bất kỳ thứ gì kể cả cà phê Đáng buồn là tôi đã không làm được, mỗi sáng không làm một ly là mệt mỏi chịu không nổi, nên xem nam giới sống, nói chuyện phái mạnh bên ly cà phê lạnh tuy nhiên. Nhiều anh em lại hơi bị lạm dụng quá đà thứ nước uống này, thậm chí có mấy chiến hữu một buổi sáng làm liền ba ly, rồi chiều đi gặp khách hàng các kiểu còn cho thêm vài ly vào bụng nữa. Rất không nên nha anh em, bảy không rửa mặt đúng kiểu bất cần đây cũng là một phần trong việc vệ sinh cá nhân cơ bản, ông nào bỏ qua nữa thì tôi cũng chịu, sau một đêm dài các tế bào da hoạt động liên tục để thải ra các chất nhờn độc hại cũng như mồ hôi, sáng dậy không dùng sữa rửa mặt để tống chúng đi hết thì anh em giữ lại làm quà cho ai đấy. Bỏ đê một chút điều chỉnh mỗi buổi sáng và anh em sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ đàn ông cho mình thôi, chúc các chiến hữu thành công.